Linh lực từ đời sống cầu nguyện, chương 6. Một chức vụ cầu nguyện có kết quả. Lý do chính làm cho tôi ốm yếu và không kết quả là do tôi biếng nhác cầu nguyện, không sao giải thích được. Tôi có thể viết, hoặc đọc, hoặc nói chuyện, hoặc nghe với một tấm lòng sốt sắng. Nhưng cầu nguyện là thiêng liêng và sâu nhiệm hơn mọi sự đó. Phận sự nào càng thiêng liêng thì tấm lòng xác thịt của tôi càng hay xa rời nó. Sự cầu nguyện, kiên nhẫn và đức tin không bao giờ làm cho thất vọng. Từ lâu, tôi đã học biết rằng nếu muốn làm mục sư thì tôi phải có đức tin và chuyên cần cầu nguyện. Khi tôi có thể thấy lòng mình xứng hợp và tự do để cầu nguyện thì mọi sự khác sẽ tương đối dễ dàng. Richard Newton. Có thể nói quy luật của một chức vụ sâu nhiệm và thành công của mục sư truyền đạo là ông phải có bằng chứng về một đời sống cầu nguyện đầy năng lực. Ông có thể thi hành chức vụ rất chu đáo mà không cầu nguyện. Ông có thể nổi danh mà không có đời sống cầu nguyện. Tất cả các lĩnh vực trong đời sống chức vụ của ông có thể hoạt động trơn tru không cần dầu cầu nguyện. Tuy nhiên, không một mục vụ nào của ông được coi là mục vụ thuộc linh đem lại sự thánh khiết cho ông và cho bầy chiên nếu đời sống cầu nguyện của ông không trở thành động lực chi phối, kiểm soát rõ ràng và mạnh mẽ. Mục sư truyền đạo cầu nguyện thì thật đã mời được Đức Chúa Trời vào trong công việc. Đức Chúa Trời không ngự vào công việc của mục sư truyền đạo như là một việc tất nhiên hay là theo những nguyên tắc tổng quát, nhưng Ngài ngự vào bởi sự cầu nguyện đặc biệt khẩn thiết. Chúng ta sẽ tìm thấy Đức Chúa Trời trong ngày ta tìm kiếm Ngài hết lòng. Điều đó đúng với mục sư truyền đạo cũng như với tội nhân ăn năn. Chức vụ chuyên cần cầu nguyện là chức vụ duy nhất khiến mục sư truyền đạo đồng cảm với tín đồ. Sự cầu nguyện cốt yếu liên kết chúng ta với loài người cũng như với Đức Chúa Trời vậy. Chức vụ chuyên cần cầu nguyện là chức vụ duy nhất có đủ tư cách đảm đương những công việc và trách nhiệm cao quý của mục sư truyền đạo. Trường lớp, bằng cấp, sách vở, thần học và sự giảng dạy đều không thể tạo nên một mục sư truyền đạo đúng nghĩa. Nhưng sự cầu nguyện thì có thể. Chúa đã truyền lệnh cho các sứ đồ phải giảng đạo, nhưng lệnh ấy chỉ có hiệu lực từ sau lễ ngũ tuần, khi họ nhờ cầu nguyện mà được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Một mục sư chuyên cần cầu nguyện thì đã vượt quá phạm vi của giới bình dân, trỗi hơn con người của kinh doanh, của các việc đời này, của sức hấp dẫn ở tòa giảng, của tổ chức giáo hội hoặc lãnh đạo giáo hội, mà bước vào phạm vi cao cả mạnh mẽ hơn, cõi thiêng liêng. Thánh khiết là thành quả của chức vụ, vì những tâm hồn và những cuộc đời được thánh hóa khẳng định chức vụ ông là thật, chân chính và vững chắc vì Đức Chúa Trời ở cùng ông. Chức vụ của ông không được xây dựng trên những nguyên tắc nông cạn của trần gian. Theo ý nghĩa sâu xa, ông được cung cấp những điều thuộc về Đức Chúa Trời và được huấn luyện về những điều ấy. Vì sự thông công sâu nhiệm và lâu dài với Đức Chúa Trời của ông, vì cớ chi hội mình và từng trải đau đớn vì cớ chiến trường thuộc linh, ông đã được ban thưởng mão triều thiên trong những sự thuộc về Đức Chúa Trời. Vẻ lạnh ngắt của nghề nghiệp đã tiêu tan dưới sự cầu nguyện sốt sắng của ông từ lâu. Vì thiếu cầu nguyện nên chúng ta thấy chức vụ của mục sư này chỉ có kết quả bề ngoài, còn chức vụ của nhiều mục sư khác lại chết cứng. Không một chức vụ nào được kết quả nếu không cầu nguyện nhiều, và sự cầu nguyện này phải hiệp với lẽ thật, bền vững và tăng trưởng luôn. Lời giảng và bài giảng phải là kết quả của đời sống cầu nguyện. Sự nghiên cứu phải được tắm gội bằng cầu nguyện, mọi phận sự của nó phải thấm nhuần cầu nguyện, và tất cả tinh thần của nó phải là tinh thần cầu nguyện. Trong lúc hấp hối, một tôi tớ của Đức Chúa Trời đã nói rằng: "Tôi hối tiếc vì đã cầu nguyện ít quá." Đối với một mục sư truyền đạo, đó là sự hối tiếc đáng buồn và đầy ân hận. Cố tổng giám mục Tai nói rằng: "Tôi muốn sống một đời sống cầu nguyện lớn lao hơn, sâu nhiệm hơn, trung tín hơn." Nguyện hết thảy chúng ta nói được như vậy và có một đời sống như vậy. Các mục sư truyền đạo thật của Đức Chúa Trời được phân biệt bởi một đặc điểm trọng đại.
Họ là những con người chuyên tâm cầu nguyện. Họ thường khác nhau nhiều điều, nhưng bao giờ cũng có chung một trọng tâm. Họ có những khởi điểm khác nhau, đi trên những con đường khác nhau, nhưng đều hướng về một điểm chung, giống nhau trong đời sống cầu nguyện. Đối với họ, Đức Chúa Trời là sức hút trung tâm và cầu nguyện là con đường dẫn đến Đức Chúa Trời. Những người này không phải thỉnh thoảng mới cầu nguyện, cũng không phải cầu nguyện chút ít trong những thì giờ thường lệ hoặc bất thường. Nhưng họ cầu nguyện đến nỗi các lời cầu nguyện của họ ngấm vào và nắn đúc tâm tính họ. Họ cầu nguyện đến nỗi sự cầu nguyện có ảnh hưởng tới đời sống của mình và của người khác. Họ cầu nguyện đến nỗi tạo nên lịch sử của hội thánh và có ảnh hưởng tới trào lưu của các thời đại. Họ để nhiều thì giờ cầu nguyện không phải vì nhận thấy cái bóng trên trắc ảnh hoặc cái kim đồng hồ, nhưng vì đối với họ, cầu nguyện là một việc quan trọng và hấp dẫn đến nỗi họ không thể nào bỏ qua được. Đối với họ cũng như đối với sứ đồ Phao-lô, cầu nguyện là một nỗ lực chiến đấu và sốt sắng của linh hồn. Cũng như với ông Gia-cốp, cầu nguyện là vật lộn và đắc thắng. Và như với Đấng Christ, cầu nguyện là lớn tiếng khóc than, Hebrew đoạn 5 câu 7. Họ dùng đủ thứ khẩn đảo, nài xin và cầu nguyện trong Thánh Linh về điều đó. Hãy thức canh bền đổ mọi bề mà cầu nguyện, Ephesos đoạn 6 câu 18. Người công nghĩa lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều, Gia-cơ đoạn 5 câu 16. Đó là khí giới hùng mạnh nhất cho những chiến sĩ hùng mạnh nhất của Đức Chúa Trời. Lời tuyên bố về tiên tri Eli rằng ông vốn là người yếu đuối như chúng ta, người cầu nguyện cố xin cho đừng mưa thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. Đoạn người cầu nguyện lại, trời bèn mưa và đất xanh sản hoa màu, Gia-cơ đoạn 5 câu 17-18. Thật cũng gồm hết các đấng tiên tri và các mục sư truyền đạo đã vì Đức Chúa Trời mà làm lay động thế hệ của mình và cho thấy những vũ khí mà họ đã dùng để làm nên các sự lạ lùng.